những người cùng tần số với mình đến với mình thôi. Thế xong rồi ai hợp thì người ta ở lại, không hợp thì người ta sẽ đi chỗ không bị không hợp cũng phải diệt ở. Em mình cũng không giữ chân khách hàng, mình cũng không giữ giày giữ dép khách hàng, ở đây mình sẽ giữ lấy trái tim khách hàng. đấy, bán hàng đỉnh cao như thế đấy các bạn. Cái tiền tỷ với em thấy là mình có lúc mình có nghe thấy được chạm đến trong một cái giai đoạn nào đó trong Tức là cuộc đời, có nhưng mà cái lúc đấy là mình không biết giá trị của nó đâu anh ạ. Những cái gì mà nâng cao chất lượng xã hội nhưng mà phải là đảm bảo nó sẽ giúp cho các bạn trẻ con quy vào cái tầm đó, tại vì để giữ cho các bạn ấy từ nhỏ lên cái gì mà tốt nhất cho các bạn nhỏ thì sẽ làm như thế. Là bởi vì trước đó mình đã gieo một cái nhân là mình cho đi, thì bây giờ là mình sẽ được nhận một cái quả là mình được nhận lại, Ok. thế là nó cứ cứ thế. Chào mừng các bạn đến với lại số tiếp theo của Làm sao kiếm được 1 tỷ. Hôm nay chúng tôi ngồi đây với một người em gái họ xa của tôi. Em giới thiệu một chút về bản thân em đi. Bản thân em thì cũng không có gì đặc sắc cả, chỉ nhớ là thỏ 7 màu là được rồi. Hồi đầu mình ấn tượng về bạn là thỏ 7 màu ấy. Lấy cái nguồn gốc là từ thỏ 7 màu mà ra chứ còn gì nữa. Nguồn gốc từ đấy á? Đúng rồi. Sau khi biết em thì anh ấy xem cái kênh Tại thỏ 7 màu em thích con thỏ 7 màu. ấy. Bây Ok. giờ là ví dụ mọi người cứ tìm trên Facebook ấy, nên là chỉ cần gõ thảo vệ màu là ra luôn, không cần phải tìm tên em nữa. Cái brand name đấy nó còn nổi hơn là cái tên thật Thật bây sự giờ dùng. ấy, em thấy là người ta tìm cái tên đấy dễ, nên là cái việc kết nối với em nó cũng đơn giản đấy. Em có thể giới thiệu qua là những cái ngành nghề mà em kiếm tiền không? Em thấy những cái ngành em kiếm tiền được nhé, mà kiểu như là có những cái ngành mà cái việc mà làm chơi ăn thật ấy, Chơi ăn tất cả thật. nhé. Có những khi mà mình xác định là mình làm cái này, nhưng mà đúng là nghề chọn người ấy, chứ người là không chọn làm gì cả Người đâu. Nhưng mà tự dưng nó cứ đến, em kiểu đi làm công cho nó nhàn ấy, không phải nghĩ gì cả. Mình không muốn làm chủ đâu, không muốn làm cả chủ nhà đâu anh. Thế xong rồi em cũng đổi ghém, cũng đi học cái này học cái kia, xong rồi cuối cùng lại liên quan đến vẽ vời, lại liên quan đến màu mè. Thế là em chỉ thích làm với cái gì mà nó liên quan đến nghệ thuật màu sắc xong rồi cái đẹp thôi. Em thấy là những cái đấy là những cái mà kiếm ra tiền cho mình. Ok, nốt lại đó là em cũng làm nhiều. Cái job đầu tiên mà anh biết đến em là do em kinh doanh cà phê. Khi em làm quán ấy là em làm quán để em tạo ra không gian thôi, cho mọi người có không gian, mọi người ngồi với nhau xong rồi gặp nhau, mà nhất là tạo được những cái sự gặp gỡ này. Nó là cái không khí, Đúng cái rồi, văn hóa ở trong một cái quán cà phê. như ở đây ấy, mở quán ra chỉ để là những người cùng tần số với mình đến với mình thôi. Thế xong rồi ai hợp thì người ta ở lại, không hợp thì người ta sẽ đi chỗ Không bị diệt đúng khác. Không hợp cũng phải ở. không? Thế nên một lần thì có lần một sẽ có lần hai anh ạ. Ở Em mình cũng không giữ chân khách hàng, mình cũng không giữ giày giữ dép khách hàng. đây là chân đây Mình sẽ giữ lấy trái tim khách hàng. đấy, bán hàng đỉnh cao như thế đấy các bạn. Mình sẽ giữ lại những cái gọi là tinh thần, những cái sự yêu thương hay là sự quan tâm người ta. Rồi. Như hôm qua khách đến, bình thường nhá, người ta không hay đi cà phê một mình, hay có những người ta nghĩ là cà phê một mình nó buồn cười lắm, nó hâm hâm dở dở ấy. Nhưng mà vào đây em truyền bá cho văn hóa đi cà phê một mình, ngồi một mình để trân trọng những cái giây phút đấy, vậy nó tại vì đi ra ngoài kia tiếp xúc với rất nhiều người rồi, nó nhiều cái luồng thông tin rồi, nên mình cần phải lắng lại, đi cà phê với chính mình, Đi cà hẹn phê với hò với chính chính mình mình, thì cái không gian đấy không phải là nó dễ đâu, mà nó rất là nó quý lắm đấy. Thế là em thấy mọi người cũng đến đây một mình, nhất là các anh cũng thích đi một mình nhá, xong cái ngồi đọc sách. Không, các anh đi một mình, các vị cô chủ quán xinh Các anh đi một mình, các anh hoặc chưa bằng là cấp. em nhân viên xinh, anh nghĩ là thế. Ngon. Ok. Lúc đến đây khách hỏi là ở đây có món gì ngon nhất, em kiểu Em. Và câu hỏi chính, đã bao giờ em kiếm được 1 tỷ chưa? 1 tỷ á. Ôi trời ơi, em nghĩ là cái 1 tỷ đấy là vì những cái số lượng mà trái tim tình yêu thương của mọi người góp lại chắc là lên đến 1 tỷ tiền. Một tỷ tin làm sao được? Chứ còn 1 tỷ thực tế thì Một tỷ nhiều lắm. chứ còn 1 tỷ thực tế thì em chưa biết được. Anh để ở đâu ấy, ở ngoài Đại Hải Trình đấy. Bởi vì nhá, anh biết tại sao không? Cái tiền tỷ với em ấy, em thấy là mình có lúc mình có nghe thấy được chạm đến trong một cái giai đoạn nào đó trong Tức là cuộc có. đời, nhưng mà cái lúc đấy là mình không biết giá trị của nó đâu anh. Tại sao? Tại vì nó chỉ ở con số thống kê. Có thể là nó ở cái dạng con số điện tử. Cái thời khắc đầu tiên khi mà em chạm đến cái con số 1 tỷ ấy, nó có sớm không? Sau khi em mở quán đầu tiên ấy, nhưng mà cái đấy nó không đến từ kinh doanh, Ok. nó đến từ cái việc mà đất cát nọ kia. Thì nó vẫn là kinh Ừ doanh đúng rồi, mà. không phải là kiểu mình tự kinh doanh như quán này. Lúc đấy kể cả em nghe tiền tiếng cũng thấy bình thường anh ạ, thực sự em không hiểu sao nữa luôn, thì em không quan tâm đến tiền lắm hay sao ấy. Vì là em nghe thấy đấy em cũng thấy rất là Có kiểu vui không? bình thường, Ôi, em bình khá là thường. thờ ơ vô tâm với nó. Nhưng mà Mỗi người sẽ có một cách tiêu khác nhau. chứ em cũng chính ra bản thân em không thích cầm tiền,
Thế xong đến khi một hồi Bỏ em điện kiểu thoại á, còn sợ cầm tiếng á. có cái tin đồn là phá cỡ 2 tỷ Có tin đồn phá được 2 tỷ mà em luôn. kiểu em không biết tiền đâu để em phá. Ồ. Oh. Thế chứng tỏ là mình cũng đã dùng đến tiền tỷ rồi đúng không anh? Mình cũng có giá trị Dạ vâng, cũng có giá phết. và thậm chí là uy tín lên tầm 2 tỷ. Nhưng mà em nghĩ là những cái số tiền đấy nếu em có dùng ấy, Ừ. em cũng là dùng cho tất cả thôi. Tức là em dùng cái đấy để lợi ích cộng đồng, chứ cũng đắp vào thân em chắc còn nó nhiều lắm. Nếu mà để đắp vào thân em chắc bây giờ em khác lắm rồi. Chứ không phải là kiểu vẫn phèn phèn như này đâu. Có 1 tỷ thì em tiêu cái gì? Em thiếu gì đâu, bây giờ có 1 tỷ ở đây thì chắc chắn là em sẽ đi làm hoạt động cộng đồng hết. Em kể tên một vài cái hoạt động cộng đồng mà em sẽ dự định chi Dự tiêu. định em. Vâng, nó sẽ phải xây được một cái gì đó, ví dụ như kiểu về giáo dục, y tế, những cái gì mà nâng cao chất lượng xã hội, nhưng mà phải là đảm bảo nó sẽ giúp cho các bạn trẻ con quy về cái tầm đó, tại vì để giữ cho các bạn ấy từ nhỏ lên cái gì mà tốt nhất cho các bạn nhỏ thì sẽ làm như thế. Anh vẫn thấy là em cũng tham gia một số hoạt động cộng đồng. Vâng, một chút cái gì em làm được thì em sẽ tham gia trong cái tầm, là bởi vì trước đó mình đã gieo một cái nhân là mình cho đi thì bây giờ là mình sẽ được nhận một cái quả là mình được nhận lại, Ok. thế là nó cứ cứ thế. Ok, có buổi nói chuyện cũng vui ngày hôm nay. Chúc quán em đông khách, chúc nhiều dự án của em thành công đúng theo ý em Đúng và giúp rồi, ích cho cộng đồng. chắc chắn là cộng đồng mà thiếu truyền thông là không được, là phải Ok, đây là kênh Chú Hoành Sam nhá, không liên quan gì đến Sương Media. đúng Đấy. rồi, Thế nên kênh mới là này. Sam Sam thôi, mọi người có tin thì À tin mà không tin thì uống, đến uống cà phê. vâng, em bảo nhớ cà phê ở đây thì em không đảm bảo là ngon ha, nhưng mà tấm lòng của mọi người ở đây thì luôn luôn là dành hết cho mọi người những cái gì Rồi. Cái nhân cách làm quán cà phê ở đây nữa.